sau của chúng ta vừa rời ga bến xe Suối Tiên và là ga cuối cùng, ga thứ 14 của tuyến metro số 1 để đi về hướng trung tâm thành phố. Ga bến xe Suối Tiên kết nối trực tiếp với bến xe Biển Đông mới, sau đó khi tuyến metro số 1 đi vào vận hành, người dân ở khu vực trung tâm thành phố sẽ dễ dàng đi và đến bến xe này. Sáng nay, ngày 21 tháng 12, đoàn tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chính thức lăn bánh chạy thử nghiệm đoạn dài gần 9 km, bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Cũng trong sáng nay thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu Nhật Bản cùng các công nhân kỹ sư của công trình, người dân thành phố đã đến đây từ rất sớm để có thể được trải nghiệm chuyến chạy thử đầu tiên này. Đúng 10 giờ thì đoàn tàu sẽ chính thức lăn bánh. Đây là lần chạy thử chính thức đầu tiên. Trước đây thì đoàn tàu đã được chạy thử tại Depot Long Bình. Các đoàn tàu khi được đưa về thành phố Hồ Chí Minh thì đều được kiểm tra và chạy thử trong khu vực này. Sau đó thì đến hôm nay thì bắt đầu chạy chính thức. Trong hôm nay thì đoàn tàu sẽ chạy thử từ ga Suối Tiên đi qua các ga như Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao, ga Thủ Đức và đến ga Bình Thái. Theo thiết kế ban đầu thì đoàn tàu chạy tốc độ 110 km trên cao, nhưng trong quá trình chạy thử này thì đoàn tàu cho phép chạy dưới 40 km để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trên hành trình đi thì đoàn tàu sẽ ghé lại ở ga khu công nghệ cao khoảng 5 phút để cho khách tham quan và thử nghiệm tại đây. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thì đoàn tàu metro cũng đã chính thức được lăn bánh. Khi mà cảm giác ngồi ở trên chuyến metro này thì cảm giác rất êm các bạn. Tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61,5m với sức chứa là 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn ngầm. Lần đầu tiên mà em tham gia cái chuyến hành trình này, em trải nghiệm là nó rất là êm, mà trước giờ thì em hay bị xe á, xe buýt này kia thì em cũng bị say, nhưng mà em cảm thấy là rất là thoải mái và rất là thích cái cảm giác này. Đây là cái lần chạy thử thì đầu tiên, cho nên là nó vận tốc chưa được cao lắm, nhưng mà khi mà mình cảm nhận mình ngồi trên đây thì mình thấy đi như thế nào trong cái quãng đường như thế này. Vừa mát vừa thoải mái, tức là em mong muốn là cái tốc độ nó cao hơn nữa, tại vì em thích trải nghiệm cảm giác mạnh. Cái mong muốn của mình sau chuyến đi như thế nào? Mong muốn của em là cái hành trình này nó sẽ bắt đầu nhanh nhất có thể để em được trải nghiệm với bản thân của em, và những mọi người xung quanh cũng sẽ được trải nghiệm sớm hơn. Đó là em mong muốn là cái tốc độ nó cao hơn nữa, tại vì em thích trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhưng lần đầu tiên mình nhận được đi trên cái tàu điện ngầm này, đây là một cái phương tiện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, thì coi như là cái tâm trạng của tôi và chúng tôi và cũng giống như anh em trong đơn vị rất là háo hức, rất là vui, và coi như là đây là cũng một lần trong những cái phương tiện mà coi như chuyên chở chất lượng cao và số lượng khách nhiều, và coi như là cái hệ thống rất là thoáng mát, và tôi nghĩ rằng trong tương lai thì coi như là tàu điện mà chạy thì coi như là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân thành phố. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh dài 20 km từ ga Bến Thành quận 1 đến Depot Long Bình quận 9 với 3 nhà ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Toàn dự án hiện đạt gần 94% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 và đưa vào khai thác thương mại vào năm 2024. Tiếp theo, ga Đại học Quốc gia là 18,821 km.
Đoàn tàu đang chuẩn bị đi đến ga Đại học Quốc gia, là ga kết nối với khuôn viên của các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hành khách có thể sử dụng metro để đi đến khu du lịch Suối Tiên. Chiều dài của ga Đại học Quốc gia là 137,5m, chiều rộng là 22m, hiện đã hoàn thành được 94,21%. Visit Suối Tiên Theme Park. National University Station is 137.5 meters long. Sau một quãng đường đi từ ga Suối Tiên đến ga Thủ Đức thì metro, tiếng metro thì được dừng lại trong khoảng thời gian ngắn để cho hành khách có thể tham quan cũng như nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục di chuyển đến ga Bình Thái các bạn. Giá vé thấp nhất là 8.000 đồng, giá vé cao nhất là 23.000 đồng. The
train that we are riding today is one of the 17 trains manufactured by Hitachi and Vietnam. The diversity of the trains are in three car configurations, 61.5 meters long, 127 seats. The whole train can carry 930 passengers. Daily hours of operation will be 5 a.m. to 11:30 p.m. The lowest single journey ticket fare is expected to be 8,000. Respectful leaders and guests to the London train to leave the station to end the ceremony today. In case your personal vehicle is I'm on the right.